thưa tất cả các đồng chí và các anh chị em. À, buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta đã có một cái buổi họp hết sức thú vị về công tác văn phòng. Và đối với tôi thì cũng nghĩ là tôi công tác văn phòng cũng gần 20 năm rồi. Trong đó có những cái năm tháng sống ở sở nội vụ, làm ở sở nội vụ thì cũng thực ra cũng là công tác văn phòng thôi, nhưng mà làm về đối ngoại. Ở đây có anh Thai và anh Sơn thì chắc là cũng làm văn phòng cũng mấy chục năm rồi, nhưng mà tôi nghĩ là lần đầu tiên hôm nay chúng ta mới học thế nào là công tác văn phòng. Từ trước đến nay thì chúng ta cũng hiểu công tác văn phòng là bưng bê kê đặt, là nói thì lý nhí, đi nhẹ nó khẽ, đúng không? Thế rồi chúng ta hiểu công tác văn phòng. Có khi là một số người hiểu không đúng, ví dụ cho là công tác văn phòng là người chỉnh ký, mà to hơn người ký, đúng không? Tức là nếu mà chúng ta chỉnh ký thì lãnh đạo không ký được, tức là người chỉnh ký của to hơn người ký, kho to hơn trưởng đấy, quan trọng hơn người ký đấy, nó có cái ý như thế. Thế vào hôm nay thì trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ thì tiến sĩ Phan Quốc Việt đã đưa ra chúng ta rất nhiều những cái hiểu mới, cái suy nghĩ mới về các văn phòng, từ cái rèn luyện cho đi qua một những cái mảnh thủy tinh vỡ như này. Tôi nghĩ là những cái trải nghiệm rất là thú vị, đúng không? Rất là sợ đấy, nhưng mà chúng ta cũng đã vượt qua được. Thế rồi cái cách nhìn, cách nghĩ, rồi cách tư duy của văn phòng thì tôi nghĩ đây là một cái bài rất thú vị và rất bổ ích cho tất cả anh em chúng ta. Và qua đây thì chúng ta cũng hiểu là công tác văn phòng thì nó không đơn giản. Và bác Hồ cũng đã nói rồi, làm văn phòng là phải nhanh, phải chính xác và phải bí mật. Thế và làm văn phòng là chúng ta phải trung thành, chúng ta phải tận tụy, chúng ta phải thảo hiểu, công tâm thảo hiểu, trung thành, tận tụy. Và các anh Việt ở văn phòng chúng tôi ấy, là có những đồng chí 30 năm chỉ ngồi đúng một chỗ ghế, một cái ghế thôi, nhưng mà rất tiếc là cái ghế đó sau này, sau một quá trình gian anh cái ghế nó lõm màu, một cái chỗ ngồi bánh lõm xuống. Thế rất tiếc là chúng tôi không lưu giữ được cái kỷ vật mà tôi nghĩ là chúng tôi nói. Thế chính vì vậy mà tôi đánh giá rất cao cái bài học ngày hôm nay, cũng là cái bài học mở đầu. Và chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới này thì chúng tôi sẽ tiếp tục bản thân anh Việt sẽ có những cái bài giảng nó đi vào chiều sâu hơn nữa. Ví dụ như là chúng ta tập cái tư duy như nào, cách viết như nào. Đấy như anh Việt nói, tức là có thể viết 1 trang được cũng hay, rồi 2 trang xếp cũng gần rồi, mà viết 5 trang cũng tốt, mà nhất là phải đúng chính cảnh, đúng ngôn ngữ nó phải sang trọng, nó phải truyền cảm, chú ý rất khó đấy. Ở đây tôi đã có một cái chứng kiến là như thế này, để các đồng chí chúng ta làm văn phòng chúng ta cũng luôn luôn phải suy nghĩ thì viết như nào để mà đồng chí lãnh đạo đọc lên là người ta thấy đã có những cái sự cuốn hút, cái sự truyền cảm rồi. Thì tôi nghĩ là ủy ban nhân dân của chúng ta, người mà làm được cái việc đó thì có lẽ là duy nhất đến bây giờ là đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân. Để các đồng chí thấy là khi mà cái hôm chúng ta lần đầu tiên chúng ta tổ chức cái buổi hoa phượng thì đồng chí chủ tịch đã có cái bài phát biểu tại cái buổi lễ đó, và phải nói rằng là nhân dân thành phố nhiều người cũng là đánh giá rất cao. Thế và tôi cũng còn nhớ là cách đây khoảng hơn 10 năm khi mà thành phố Đà Nẵng đón cái danh hiệu là thành phố loại một, đô thị loại một trung ương, thì đồng chí chủ tịch của chúng ta cũng phát biểu ở trong cái kỳ đó, và phải nói là nhân dân là đánh giá tất cả như vậy, đã bao giờ hết sức thiện cảm, hết sức đi vào lòng người. Thì chúng ta làm văn phòng thì tôi nghĩ rằng là cái khó nhất của chúng ta là chuẩn bị, và chuẩn bị như là phát biểu
thời điểm chúng ta chuẩn bị cái công văn giấy tờ hành chính thì nó quen rồi, thì có thể chúng ta cũng hiểu cách diễn đạt, nhưng mà chuẩn bị những bài phát biểu trước hội nghị là hết sức quan trọng. Mà người văn phòng chúng ta phải nghĩ trước, chúng ta phải tư duy trước cho các đồng chí lãnh đạo, và thậm chí chúng ta phải hiểu sâu vấn đề hơn, chúng ta phải nắm chắc vấn đề hơn thì chúng ta mới biết được. Thế thì đấy nó khó như thế, có anh thì khó như thế. Cái đi qua cái bãi thủy tinh này cũng là rất khó rồi. Đội cốc cà phê. Đội cốc cà phê cũng càng khó hơn rồi. Đi qua bãi thủy tinh này, nhưng mà để được một cái bài viết nó lay động, nó có sức sống để nhiều người sau này người ta vẫn cứ nghĩ lại, người ta vẫn nói lại, thì nó càng được cái quá trình rất công phu, phải có tích lũy, phải có cái rèn luyện, phải có cái sự say mê của người làm công tác văn phòng, và đôi lúc cũng phải có cái cảm hứng nữa. Thế thì tôi nghĩ là trong thời gian tới này chúng tôi sẽ bàn để có những cái anh để có những cái tiếp tục mà chúng tôi tập huấn chuyên sâu tôi phải và thậm chí về kỹ năng về MC nữa cũng rất quan trọng. MC thế nào cho đúng, giới thiệu trong một cái hội nghị là cái công tác quy mô đi do tôi phải hiểu thế nào cho nó đúng, nó trang trọng và nó không bị nhầm lẫn thì cũng hết sức quan trọng. Cái tôi nhớ là cái cũng 700 năm trước là có đồng chí lãnh đạo văn phòng chúng ta khi mà giới thiệu trước giới thiệu đại biểu thì giới thiệu và đồng chí Tô Huy Lứa thì lại nhầm sang đồng chí Trần Huy Lứa, tức là thành phố lúc đấy là đồng chí Trần Huy Năng là chủ tịch, đồng chí Tô Huy Lứa là bí thư mà. Thì giới thiệu đồng chí bí thư là đồng chí Trần Như Đứa, thế là nhầm, thế thì chỉ nhầm cái nhỏ thôi. Báo cáo với đồng chí là cả cái hội nghị đấy là không đảm bảo chất lượng, người ta cứ dâm gian mãi, người ta cứ dâm gian câu chuyện và thực ra thì rất và trong cái hội trường rất là trật tự. Thì những cái kỹ năng về giới thiệu, kỹ năng về văn phòng là đồng chí nào mà sau này chúng ta cũng có văn phòng. Chúng ta rèn luyện cái khí năng, cái tự tin khi mà chúng ta đứng trước đám đông. Cái bài học tất cả các trường học của những ngành của chúng ta ở đây, thậm chí cả cái chính trị cao cấp đây rồi là chuyên viên, không bao giờ dạy chúng ta được kỹ năng giao tiếp, đúng không? Không bao giờ dạy chúng ta kỹ năng giao tiếp, cái kỹ năng giới thiệu trước đám đông, thuyết trình trước đám đông mà chúng ta không dạy, cho nên là chúng ta rất là và là thiếu tự tin khi mà chúng ta đứng trước đám đông. Thế như anh vừa nói là chúng ta phải vui này, chúng ta phải mạnh mẽ này, đúng không? Thì nhiều khi là chính vì cái điều này làm chúng ta không tự tin, thậm chí không cầm cái cốc rượu đi để một chút rượu chúng ta cũng không làm được. Tôi nhớ là khi mà chúng tôi đi sang thành phố Thiên Tân, thành phố Trùng Khánh ấy, trong một cái buổi tiệc rất là thân mật, thì một đồng chí làm công tác quản trị của cái văn phòng của thành phố Thiên Tân nữ đứng dậy chúc rượu hết tất cả đi vòng tròn mỗi người đi Trung Quốc người ta làm hết sức là tuyệt vời. Đây thì một lần nữa xin cảm ơn anh Phan Quốc Việt, tiến sĩ Phan Quốc Việt. Cảm ơn anh Vinh, tất cả các anh chị em hôm nay đã về đây cùng với chúng tôi để chúng ta có một cái buổi học hết sức thú vị và tôi nghĩ là hết sức bổ ích, hết sức là cần thiết cho công tác văn phòng và giúp cho công tác văn phòng chúng ta sẽ có nhiều cái thành công hơn ở trong thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe các anh chị.